Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video về chú rùa tai đỏ này. Đây là lần đầu tiên nó được lên sóng, thì mình sẽ cho các bạn xem cách mình cho nó ăn, để những bạn nào chuẩn bị nuôi rùa tai đỏ thì sẽ biết nó ăn gì và sẽ ăn như thế nào. Con rùa tai đỏ này, bọn này nghịch lắm. Mặc dù nó không hung dữ như rùa cá sấu, nó hiền hơn, nhát hơn, nhưng mà ngược lại rất nghịch. Rùa cá sấu hung dữ nhưng mà lại hiền. À không phải hiền mà là kiểu dạng nó hay nằm im. Còn con này nó như tăng động ấy. Nó rất là nghịch ngợm. Nhìn từ trên xuống rùa tai đỏ nó cũng khá là đẹp, cả mai trên và mai dưới. Ngày xưa thì người ta bảo rùa tai đỏ là loài động vật có hại, tại vì nó ăn khỏe quá, ăn hết các loài sinh vật ở sông hồ. Thế nên là có lần có chiến dịch là đi săn bắt rùa tai đỏ để giết. Nhưng mà bây giờ rùa tai đỏ cũng trở thành một loại sinh vật cảnh, rất nhiều các bạn trẻ đang muốn nuôi. Đây con rùa tai đỏ nhà mình ha. Để mình sẽ cho nó ăn hai loại thức ăn. Đầu tiên là mình sẽ cho ăn hạt thức ăn khô. Đấy, mình vừa vứt hạt thức ăn khô. Riêng hạt thức ăn khô thì nó ăn bao nhiêu cũng hết. Mình chưa thử giới hạn của nó, nhưng mà cứ ném bao nhiêu nó cũng đớp hết. Để mình quay cận cảnh cho bạn xem nhé. Đấy, thức ăn đến mồm rồi còn đớp trượt nữa. Con này thỉnh thoảng nó thường xuyên phải thò lên để nó thở. Nó không nhịn thở lâu ở dưới nước như con rùa cá sấu được. Cứ một tí lại phải thò mũi lên thở. Ăn cũng kiểu ăn tham lắm. Hầu như mình nuôi con nào nó cũng ăn như lợn ấy. Để nó ăn hết chỗ hạt thức ăn khô này xong rồi tí nữa mình sẽ cho nó ăn cá, thử xem như nào. Ồ, vẫn còn mấy hạt kìa con lợn này. Rùa tai đỏ chính ra nhìn cũng đẹp đấy chứ nhỉ, mà lại rất rẻ. Bọn rùa tai đỏ này bán ở chợ, những cái con nhỏ nhỏ thì rẻ lắm, chỉ có mấy chục nghìn. Còn con to này thì khoảng tầm hơn 100. Để bây giờ mình đi bắt một con cá mồi và cho nó ăn cho các bạn xem nhá. Đây là con cá mồi của mình. Mình sẽ nhử con rùa này xem nào, cho các bạn thấy độ tăng động của nó luôn. Đấy. Nhìn thấy con mồi rồi. Nhử nhử trêu nó chút. Đớp trượt. Bọn này khả năng đớp mồi và săn mồi của nó kém hơn rùa cá sấu rất nhiều. Dỗi không đớp nữa, đi đớp nước các bạn ạ. Thôi mình thả luôn vào đây cho nó. Không biết nó có săn mồi được không. Ở bên kia kìa. Đấy, cứ được một tí lại phải thò mũi lên thở. Nó không nín thở ở dưới nước được lâu như những con rùa khác. Cũng có thể do nó tăng động quá nên nó cần nhiều oxy. Các bạn nhìn này, nó bơi. Kiểu bé mới tập bơi à? Rùa nước mà còn phải tập bơi nữa mày. Con này nó tăng động lắm. Nhí nha nhí nhảnh luôn. Mà mình không rõ nó là đực hay cái. Cá ở bên kia thì không bắt. Có lẽ mình phải trợ giúp nó thôi, chứ không để lâu lắm. Để mình lùa con cá vào chỗ nó xem. Kia kia. Cá ở dưới kia cứ nghền nghền lên nhìn mình. Thấy ông chủ đẹp trai quá, cứ nhìn nó.
vẫn không biết săn mồi. Con này thường khi ăn mình toàn gắp đến tận mồm cho nó mà, nên là nó không quen săn mồi như kiểu con rùa cá sấu kia. Đây mình đã phải trợ giúp nó bắt con cá ném thẳng vào mồm ấy. Đúng như một con tăng động luôn. Bơi. Cá ngậm vào mồm không ăn, vẫn cứ tập bơi ạ. Lại thở. Không hiểu nó làm cái gì nữa. Bình thường nó ăn nó không như này đâu. Hôm nay lần đầu tiên được lên sóng truyền hình à, bị làm sao không biết. Ơ, sao lại nhả ra rồi? Mải tập bơi quên ăn luôn à? À đây rồi, lại tóm lại được rồi. Bọn này ăn nó không khôn như con rùa cá sấu kia đâu nhá. Con kia nó lựa lựa, nó xoay chiều con cá xong nó nuốt luôn. Bọn này kiểu không biết cách xoay hay sao ấy. Răng xé nát tơi bời à. Ăn thì rõ là chậm. Phải em rùa cá sấu thì em làm một phát là đi luôn một con cá to đùng, nuốt chửng luôn. Em bọn rùa cá sấu này cái da của nó nhìn cũng hay nhỉ. Để tí nữa mình cầm nó lên quay sát vào cho các bạn xem da với cả mai của nó. Ăn mãi không xong con cá. Ăn chậm y như mình. Mình ăn cơm cũng chậm lắm. Bình thường đi với bạn bè nó ăn xong hết rồi mình bắt đầu ngồi vét đĩa. Một bữa chúng nó ăn khoảng 15 phút, mình ăn mất 1 tiếng. Con rùa này cũng giống mình, ăn rất là chậm. Đây cái này là mình đang tua nhanh rồi đấy. Ăn thì rõ là bẩn nước. Rùa cá sấu nó nuốt chửng nước nó sạch. Con này gần như ngày nào mình phải thay nước cho nó. Tại vì mình để nước thấp nên là không có cái lọc nào có thể tới được. Bể này mình không dùng lọc. Cứ một ngày hoặc là cùng lắm là 2 ngày là mình phải thay nước cho con này rồi. Ăn mãi nuốt không trôi cơ. Chả hiểu ăn kiểu gì, túng tóe hết cả ra. Nhưng mà nuôi bọn rùa tai đỏ này nó nghịch, nó bằng nhãng hơn bọn rùa cá sấu. Thỉnh thoảng làm việc căng thẳng ra ngồi ngắm, với cả trêu bọn này cũng hay. Chứ trêu bọn rùa cá sấu nó đợp cho một phát thì thôi, đi luôn cái tay. À đấy, cũng nuốt chửng được con cá rồi này. Bọn này hay lắm, ăn tung tóe thế nhưng mà sau nó cũng đi dọn hết. Nó không để thừa ra tí nào đâu. Đấy các bạn nhìn này, dọn sạch bể luôn. Những cái là vương vã ra là cũng ăn hết đấy. Rất biết tiết kiệm. Bây giờ mình sẽ cầm con rùa lên để cho các bạn xem này. Mình sẽ quay sát tận mặt nó nhá. Đây là cái bụng của nó. Có hoa văn cũng rất là hay. Bụng màu vàng, có nhiều hoa văn hay hay. Con này cũng béo mà. Chả hiểu sao mình nuôi con nào cũng béo, mỗi mình là gầy. Đấy, đuôi của nó này. Đuôi của con này thì nó chỉ ngắn như này thôi. Đấy, chân béo múp luôn nhá. Quay sát cái mặt đẹp trai của nó cho các bạn xem. Mặt nhìn rất là khôn danh. Ôi mình xin tạm dừng video ở đây.
video về con rùa tai đỏ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.